Việt Sách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/vietjack-official-store. Hi everyone, welcome to the video lesson today. Chào mừng các con đã quay trở lại với video bài giảng. Trong video lần này, cô và các con sẽ cùng học Unit 5, Gender Equality, sự bình đẳng giới. Lesson 1, bài số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu bài số 1 với phần New Words and Listening, phần từ vựng và kỹ năng nghe. New Words, từ mới. A. Match the underlined words with the definitions. Phần A. Nối các từ được gạch chân với định nghĩa của chúng. Ở phần A này chúng ta thấy là có 5 câu tất cả và mỗi câu đều có một từ được in đậm và gạch chân. Vậy thì bây giờ cô và các con sẽ cùng xem nghĩa của từng từ này là gì nhé. 1. Right. Right là một danh từ mang nghĩa là quyền lợi. 2. Allow. Allow là một động từ nghĩa là cho phép. 3. Property. Property là một danh từ nghĩa là tài sản. 4. Election. Election nghĩa là một danh từ mang nghĩa là cuộc bầu cử. 5. Vote. Vote là một động từ nghĩa là bầu cử, bỏ phiếu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần A. 1. For years, women fought for equal rights, such as the right to study at university and to own a house. Trong nhiều năm, những người phụ nữ đã đấu tranh để giành các quyền bình đẳng, ví dụ như là quyền được học đại học và quyền được sở hữu một ngôi nhà. Ở câu số 1, từ được gạch chân là từ right. Từ này nghĩa là quyền, quyền lợi. Và chúng ta sẽ nối từ right với câu C. Things people are allowed by law. Là những điều, những việc mà mọi người được phép làm, được cho phép bởi luật pháp. 2. In 1896, the Olympic Committee didn't allow women to take part in the games. Câu 2. Vào năm 1896, Ủy ban Olympic không cho phép những người phụ nữ tham gia vào các trò chơi. Câu 2. Từ in đậm là allow, nghĩa là cho phép. Bây giờ chúng mình sẽ xem các lựa chọn ở phía dưới. A. Let somebody do something. Câu A. Để ai đó làm điều gì. Từ này cùng đồng nghĩa với từ allow, nghĩa là cho phép. Vì vậy, câu 2 chúng mình sẽ nối với ý câu A. Allow. B. An event where a group of people select a new leader. Câu B. Một sự kiện mà ở đó một nhóm người sẽ chọn ra một người lãnh đạo mới. Câu C chúng mình đã nối với câu số 1. D. Make an official choice for or against someone or something. Câu D. Đưa ra lựa chọn chính thức cho phép hoặc là chống lại ai đó hoặc cái gì đó. E. Something that is owned by a person. Câu E. Một thứ gì đó được thuộc sở hữu của một cá nhân. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu 3. 3. Women couldn't own property like houses and cars after they got married. Câu số 3. Phụ nữ thì không được sở hữu tài sản giống như là nhà hoặc là xe sau khi họ kết hôn. Câu số 3, từ được in đậm, từ được gạch chân in đậm là property, nghĩa là tài sản. Như vậy, câu số 3 chúng mình sẽ nối tiếp với ý E, something that is owned by a person. Thứ mà được sở hữu bởi một người, thuộc quyền sở hữu của người nào đó. 4. Everyone is waiting for the election results nervously. If she wins, she will become the first woman president. Câu 4. Mọi người đều đang lo lắng chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử. Nếu bà ấy thắng, bà ấy sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên. Ở câu 4, từ được gạch chân là election. Election nghĩa là cuộc bầu cử. Vậy thì chúng ta sẽ nối câu số 4 với lại đáp án. B. An event where a group of people select a new leader. Câu B. Một sự kiện nơi mà một nhóm người sẽ chọn ra một người lãnh đạo mới. Election là cuộc bầu cử. 5. The class is going to choose their summer trip. Camping in the mountains or on the beach. Each student will vote tomorrow. Câu số 5.
Cả lớp sẽ chọn chuyến đi mùa hè, cắm trại trên núi hoặc là ở trên bãi biển. Mỗi học sinh thì đều sẽ bỏ phiếu vào ngày mai. Ở câu số 5, từ được gạch chân in đậm là từ vote, nghĩa là bỏ phiếu. Vậy câu số 5 chúng mình sẽ nối với ý D. Make an official choice for or against someone or something. Câu D nghĩa là đưa ra lựa chọn chính thức cho phép hoặc là chống lại ai đó hoặc điều gì đó. Như vậy, cô và các con đã hoàn thành xong phần A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại các từ vựng có trong bài này nhé. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại. One. Right. Right là quyền lợi. Các con nghe và nhắc lại. Rights. Right. Rights. Right. Rights. Right. Rights. Two. Allow. Allow nghĩa là cho phép. Allow. 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 Three. Property. Property nghĩa là tài sản. Property. 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 Four. Election. Election nghĩa là cuộc bầu cử. Election. 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 Five. Vote. Vote nghĩa là bầu cử, bỏ phiếu. Vote. 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 B. In pairs. Talk about what things you are allowed or not allowed to do at school. Are there different rules for boys and girls? Phần B. Làm việc theo cặp. Nói về những điều bạn được làm hoặc không được làm ở trường. Có những nội quy khác nhau nào dành cho con trai và con gái không? Và đây là câu trả lời gợi ý của cô. I'm allowed to participate in extracurricular activities at school. Tôi được phép tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường. I'm allowed to wear casual clothes on certain days. Tôi được phép mặc quần áo thường ngày vào những ngày nhất định. I'm not allowed to use my phone at school. Tôi không được phép dùng điện thoại ở trường. There aren't any different rules for boys and girls. Không có quy định khác nhau nào dành cho con trai và con gái. Now, let's move to the listening part. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần nghe. A. Listen to Emma talking to her grandma, Donna. What is Emma's project about? A. Nghe Emma nói chuyện với bà của cô ấy, Donna. Dự án của Emma là về chủ đề gì? A. Women's rights in the past. Các quyền của phụ nữ ở trong quá khứ. B. Women's right to vote. Quyền được bầu cử của phụ nữ. C. How women fought for gender equality. Phụ nữ đã đấu tranh như thế nào vì bình đẳng giới? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe đoạn hội thoại. Unit 5. Gender equality. Lesson 1. Track 48. Listening. Listen to Emma talking to her grandma, Donna. What is Emma's project about? Excuse me, Grandma. Can you help me with my history project? Yes, Emma. What would you like to know? I'm trying to find out what life was like for a woman 100 years ago. Well, I'm not that old, but I can tell you what it was like for my mother. Great. Is it true that women couldn't vote 100 years ago? That's right. Women won the right to vote in 1920. What other things couldn't women do? They couldn't do a lot of jobs. Most women stayed at home or did low-paid jobs. What kind of jobs were they able to do? Store clerks, office workers, and factory workers.
things like that. How much money did they earn? Not much. My mom worked in a shoe factory, and she watched men earn more money than her, even though they were doing the same job. What? That's not fair. I know. It made her really angry. It wasn't until the 1960s that the government made employers pay their workers equally. Were women allowed to own property back then? Yes, but it wasn't easy. Banks wouldn't let unmarried women borrow money. Really? Yes. Banks would lend money to married women, but the husband still owned the property. Thanks so much, Grandma. You're welcome. Như vậy, chúng ta vừa được nghe cuộc nói chuyện giữa Emma và bà của cô ấy. Trong đoạn hội thoại này, chúng ta có thể nhận thấy là bà có chia sẻ với Emma về cuộc sống của những người phụ nữ 100 năm trước. Ở thời điểm đó thì họ không có quyền được bầu cử, và mãi cho đến năm 1920 thì phụ nữ mới có quyền được bầu cử. Không những vậy, nếu như làm cùng một công việc thì những người đàn ông sẽ nhận được nhiều tiền hơn so với phụ nữ. Ngoài ra thì các ngân hàng cũng chỉ cho những người phụ nữ đã lập gia đình vay tiền. Tuy nhiên thì tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của người chồng chứ không phải người vợ. Vậy đáp án đúng dành cho phần A này chính là đáp án A, các quyền của phụ nữ ở trong quá khứ. B. Now, listen and circle the answers. B. Bây giờ hãy nghe và khoanh tròn các câu trả lời. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại đoạn hội thoại để chọn ra câu trả lời đúng cho từng câu dưới đây nhé. Unit 5. Gender Equality. Lesson 1. Track 48. Listening. Listen to Emma talking to her grandma, Donna. What is Emma's project about? Excuse me, Grandma. Can you help me with my history project? Yes, Emma. What would you like to know? I'm trying to find out what life was like for women 100 years ago. Well, I'm not that old, but I can tell you what it was like for my mother. Great. Is it true that women couldn't vote 100 years ago? That's right. Women won the right to vote in 1920. What other things couldn't women do? They couldn't do a lot of jobs. Most women stayed at home or did low-paid jobs. What kind of jobs were they able to do? Store clerks, office workers, and factory workers. Things like that. How much money did they earn? Not much. My mom worked in a shoe factory, and she watched men earn more money than her, even though they were doing the same job. What? That's not fair. I know. It made her really angry. It wasn't until the 1960s that the government made employers pay their workers equally. Were women allowed to own property back then? Yes, but it wasn't easy. Banks wouldn't let unmarried women borrow money. Really? Yes. Banks would lend money to married women, but the husband still owned the property. Thanks so much, Grandma. You're welcome. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần B rồi. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa để kiểm tra xem liệu chúng mình đã khoanh đúng hay chưa nhé. Unit 5. Gender Equality. Lesson 1. Track 48. Listening. Listen to Emma talking to her grandma, Donna. What is Emma's project about? Excuse me, Grandma. Can you help me with my history project? Yes, Emma. What would you like to know? I'm trying to find out what life was like for women 100 years ago.
Well, I'm not that old, but I can tell you what it was like for my mother. Great. Is it true that women couldn't vote 100 years ago? That's right. Women won the right to vote in 1920. What other things couldn't women do? They couldn't do a lot of jobs. Most women stayed at home or did low-paid jobs. What kind of jobs were they able to do? Store clerks, office workers, and factory workers. Things like that. How much money did they earn? Not much. My mom worked in a shoe factory, and she watched men earn more money than her, even though they were doing the same job. What? That's not fair. I know. It made her really angry. It wasn't until the 1960s that the government made employers pay their workers equally. Were women allowed to own property back then? Yes, but it wasn't easy. Banks wouldn't let unmarried women borrow money. Really? Yes. Banks would lend money to married women, but the husband still owned the property. Thanks so much, Grandma. You're welcome. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại câu trả lời ở phần trước. Câu số 1. Phụ nữ đã giành được quyền bầu cử vào năm 1920. Và trong đoạn hội thoại chúng ta cũng có thể nghe thấy thông tin mà bà chia sẻ. Đúng vậy. Phụ nữ đã giành được quyền bầu cử vào năm 1920. Câu số 2. Phụ nữ có thể làm các công việc như là công nhân nhà máy. Khi Emma hỏi bà là các công việc mà họ có thể làm là gì, họ ở đây là những người phụ nữ, thì bà có kể tên ra các công việc mà những người phụ nữ ở thời điểm đó có thể làm, trong đó có công nhân nhà máy. Câu số 3. Chính phủ đã yêu cầu những người sử dụng lao động phải trả lương công bằng cho những người công nhân của họ vào những năm 1960. Ở trong đoạn hội thoại, bà có nói rằng là mãi cho đến năm 1960, mãi cho đến những năm 1960 thì chính phủ mới yêu cầu buộc những người sử dụng lao động phải trả lương công bằng cho những người công nhân của họ. Câu 4. Các ngân hàng đã cho những người phụ nữ đã kết hôn vay tiền. Câu này đúng bởi vì theo bà chia sẻ. Đúng vậy. Các ngân hàng cho những người phụ nữ đã kết hôn vay tiền, nhưng người chồng vẫn là người sở hữu tài sản. Để hiểu rõ hơn nội dung chính của bài nghe, bây giờ cô và các con sẽ cùng dịch đoạn hội thoại này. Xin lỗi bà có thể giúp cháu với dự án lịch sử được không ạ? Emma, cháu muốn biết điều gì? Cháu đang cố gắng tìm hiểu cuộc sống của những người phụ nữ vào 100 năm trước như thế nào. Chà, bà không già đến mức đó, nhưng bà có thể nói cho cháu biết cuộc sống của mẹ bà như thế nào. Thật tuyệt, có đúng là những người phụ nữ không thể bầu cử vào 100 năm trước không ạ? Đúng vậy. Những người phụ nữ đã giành được quyền bầu cử vào năm 1920. Phụ nữ không thể làm những điều gì khác ạ? Họ không thể làm rất nhiều việc. Hầu hết phụ nữ đều ở nhà và hoặc là làm các công việc được trả lương thấp. Họ có thể làm những kiểu công việc nào ạ? Nhân viên cửa hàng, nhân viên văn phòng và công nhân nhà máy. Những công việc như thế. Họ kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Không nhiều. Mẹ của bà làm việc trong một nhà máy giày và bà ấy đã chứng kiến cảnh những người đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn bà ấy. Mặc dù họ làm cùng một công việc. Sao ạ? Thật không công bằng. Bà biết. Điều đó khiến bà ấy thật sự tức giận. Và mãi cho đến những năm 1960 thì chính phủ mới buộc những người sử dụng lao động trả lương công bằng cho những người công nhân của họ. Hồi đó, những người phụ nữ có được phép sở hữu tài sản không ạ? Có chứ, nhưng không dễ một chút nào cả. Các ngân hàng sẽ không cho những người phụ nữ chưa kết hôn vay tiền. Thật ạ? Đúng vậy, các ngân hàng chỉ cho những người phụ nữ đã kết hôn vay tiền, nhưng người chồng vẫn là người sở hữu tài sản. Cháu cảm ơn bà rất nhiều. Không có gì cháu à. See, read the conversation skill box and listen to Task V audio again.
Number the phrases in the conversation skill box in the order you hear them. Phần C. Đọc ô kỹ năng giao tiếp và nghe lại đoạn hội thoại ở phần B một lần nữa. Hãy đánh số các cụm từ ở trong ô kỹ năng giao tiếp theo thứ tự mà bạn nghe thấy. Conversation skill. Kỹ năng giao tiếp. Responding to surprising information. Phản hồi, đáp lại thông tin ngạc nhiên. To respond to surprising information, say, really? What? Để phản hồi, đáp lại thông tin ngạc nhiên, chúng ta nói, có thật không? Thật ạ. Cái gì có? Sao ạ? Chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn hội thoại ở phần B. Unit 5. Gender Equality. Lesson 1. Track 48. Listening. Listen to Emma talking to her grandma, Donna. What is Emma's project about? Excuse me, Grandma. Can you help me with my history project? Yes, Emma. What would you like to know? I'm trying to find out what life was like for women 100 years ago. Well, I'm not that old, but I can tell you what it was like for my mother. Great. Is it true that women couldn't vote 100 years ago? That's right. Women won the right to vote in 1920. What other things couldn't women do? They couldn't do a lot of jobs. Most women stayed at home or did low-paid jobs. What kind of jobs were they able to do? Store clerks, office workers, and factory workers. Things like that. How much money did they earn? Not much. My mom worked in a shoe factory, and she watched men earn more money than her, even though they were doing the same job. What? That's not fair. I know. It made her really angry. It wasn't until the 1960s that the government made employers pay their workers equally. Were women allowed to own property back then? Yes, but it wasn't easy. Banks wouldn't let unmarried women borrow money. Really? Yes. Banks would lend money to married women, but the husband still owned the property. Thanks so much, Grandma. You're welcome. Như vậy, ở đoạn hội thoại vừa rồi, cô và các con đều nghe thấy từ xuất hiện đầu tiên là từ what, và sau đó là từ really. D. Listen and repeat. Phần D, nghe và nhắc lại. Ở phần này chúng ta sẽ cùng nghe lại hai từ có phần C, đó là từ really và từ what. Unit 5. Gender Equality. Lesson 1. Track 49. Conversation Skill. Responding to Surprising Information. Really? What? Các con cùng nhắc lại theo cô nhé. Really? 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 What? What? E. In pairs. In what other ways do you think life was different for men and women 100 years ago? Why? E. Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ cuộc sống của đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào vào 100 năm trước? Tại sao? Và đây là câu trả lời gợi ý của cô. I think 100 years ago, not many women could pursue further education because they had to run the household chores and take care of other family members. Tôi nghĩ là 100 năm trước, không có nhiều phụ nữ có thể theo đuổi nền giáo dục cao hơn bởi vì họ phải làm việc nhà và chăm sóc các thành viên khác trong gia đình. Now, let's move to the grammar part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần ngữ pháp. A. Listen and repeat. Phần A. Nghe và nhắc lại.
Unit 5. Gender Equality. Lesson 1. Track 50. Grammar. Listen and repeat. Women weren't allowed to vote in 1914. Women weren't allowed to vote in 1914. Women could vote in 1918. Women could vote in 1918. Các con nhắc lại theo cô nhé. Women weren't allowed to vote in 1914. Women weren't allowed to vote in 1914. Women could vote in 1918. Women could vote in 1918. Câu thứ nhất, phụ nữ không được phép bầu cử vào năm 1914. Câu thứ hai, phụ nữ được bầu cử vào năm 1918. Chúng ta quan sát thấy ở hai câu này từ được in đậm là to vote và vote. Cả hai từ này đều được gọi là động từ nguyên mẫu, infinitives. Tuy nhiên, ở câu đầu tiên chúng ta nhìn thấy cụm to vote. Đây được gọi là động từ nguyên mẫu có to. Và câu thứ hai, từ vote, được gọi là động từ nguyên mẫu không có to. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về động từ nguyên mẫu infinitives. Infinitives, các động từ nguyên mẫu. Meaning and use, ý nghĩa và cách sử dụng. We use the infinitives to add more information and to explain the reason for something or its purpose. Women started to fight for their rights. Chúng ta sử dụng các động từ nguyên mẫu để thêm thông tin và để giải thích lý do cho điều gì đó hoặc mục đích của nó. Ví dụ, phụ nữ đã bắt đầu đấu tranh cho các quyền của họ. Ở trong câu này, to fight là một động từ nguyên mẫu được dùng để bổ sung thêm thông tin. Các dạng của động từ nguyên mẫu. Một động từ nguyên mẫu có to được gọi là to infinitive. Chúng ta sẽ sử dụng những động từ này sau các động từ chính thường gặp, ví dụ như là want, muốn, learn, học, choose, chọn, start, bắt đầu, ask, hỏi, hope, hy vọng, vân vân. Ví dụ, we started to fight for women's rights. Chúng tôi đã bắt đầu đấu tranh cho các quyền của phụ nữ. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng các động từ nguyên mẫu có to sau tân ngữ của một câu. Ví dụ, the government wanted women to spend more time taking care of their family. Chính phủ muốn những người phụ nữ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình của họ. Và trong câu này, women được coi là tân ngữ của câu. Và sau đó, sau tân ngữ này chúng ta sẽ dùng động từ nguyên mẫu có to, cụ thể trong câu này là to spend. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng động từ nguyên mẫu có to sau một số danh từ trừu tượng để bổ sung nghĩa cho các danh từ. Ví dụ, women won the right to vote in 1920. Phụ nữ đã giành được quyền bầu cử vào năm 1920. Ở câu này, to vote là một động từ nguyên mẫu có to và được dùng để bổ sung cho danh từ, bổ sung nghĩa cho danh từ the right ở phía trước. Một động từ nguyên mẫu không có to được gọi là the bare infinitive. Chúng ta sẽ sử dụng những động từ này sau các động từ khuyết thiếu, ví dụ như can, could, would, should, must, vân vân. Ví dụ, women couldn't own property. Phụ nữ không thể sở hữu tài sản. Ở câu này, couldn't là một động từ khuyết thiếu và sau động từ khuyết thiếu chúng ta sẽ sử dụng động từ ở dạng nguyên mẫu không có to. Own nghĩa là sở hữu. Chúng ta có thể sử dụng động từ nguyên mẫu không có to sau các động từ khởi phát, ví dụ như let, make, have. Ví dụ, they didn't let women join the army. Họ không cho phép những người phụ nữ tham gia quân đội. Trong câu này, let là một động từ khởi phát, vì vậy động từ theo sau let chúng ta sẽ để ở dạng động từ nguyên mẫu không có to. Cụ thể trong câu này là join, nghĩa là tham gia. Let somebody do something. Cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng các động từ nguyên mẫu không có to sau các động từ tri giác, ví dụ như see, watch, hear, feel. Ví dụ, I had to watch my mother work very hard.
tôi đã phải chứng kiến mẹ của mình làm việc rất vất vả. Trong câu này, watch là một động từ tri giác, và theo sau động từ tri giác, chúng ta dùng động từ nguyên mẫu không có to. Work. B. Fill in the blanks using the verb in the box in the to infinitive or bare infinitive form. B. Điền vào chỗ trống bằng cách dùng các động từ ở trong ô, ở dạng nguyên mẫu có to hoặc ở dạng nguyên mẫu không có to. Become, trở nên, trở thành. Chúng ta có thể điền từ become vào hai chỗ trống. Fight, đấu tranh. Vote. Vote nghĩa là bầu cử, bỏ phiếu. Tương tự như become, từ vote cũng có thể được điền vào hai chỗ trống. Clean. Clean là làm sạch, dọn dẹp. Từ cuối cùng là earn. Earn nghĩa là kiếm tiền. One. Women were not allowed until 1920. Câu số 1. Phụ nữ không được phép làm gì cho đến năm 1920. Vậy thì ở câu này chúng ta sẽ điền từ vote nghĩa là bầu cử, bỏ phiếu. Tuy nhiên các con nhớ chuyển động từ này về dạng động từ nguyên mẫu có to, tức là to vote. Chúng ta có cấu trúc be not allowed cộng với to và cộng với động từ nguyên mẫu, có nghĩa là không được phép làm gì. Nếu các con muốn nói là được phép làm gì thì chúng ta bỏ not đằng sau động từ to be đi. Câu số 2. To. English women started for gender equality in 1903. Câu 2. Phụ nữ Anh đã bắt đầu làm điều gì vì bình đẳng giới vào năm 1903? Ở câu này chúng ta sẽ điền từ fight, nghĩa là đấu tranh. Tuy nhiên, ở đây chúng ta có từ start, nghĩa là bắt đầu. Đây là một động từ chính thường gặp, vì vậy chúng mình sẽ dùng động từ nguyên mẫu có to. Và từ fight sẽ chuyển thành to fight. Phụ nữ Anh đã bắt đầu đấu tranh vì bình đẳng giới vào năm 1903. 3. The government let women combat soldiers in 1994. Câu 3. Chính phủ đã cho phép phụ nữ thế nào đó lên chiến đấu vào năm 1994. Ở câu này chúng mình sẽ điền từ become, nghĩa là trở thành. Từ let là một động từ khởi phát, mà theo sau động từ khởi phát chúng ta sẽ dùng động từ nguyên mẫu không có to. Vậy nên từ become vẫn giữ nguyên. Chính phủ đã cho phép phụ nữ trở thành những người lính chiến đấu vào năm 1994. 4. Today, women can the same pay as men. Câu 4. Ngày nay, phụ nữ có thể thế nào đó mức lương bằng với nam giới. Vậy ở câu số 4 chúng ta sẽ đền từ earn, nghĩa là kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu? Từ can ở câu 4 là một động từ khuyết thiếu, mà sau động từ khuyết thiếu chúng ta sẽ sử dụng động từ nguyên mẫu không có to. Ngày nay, phụ nữ có thể kiếm được mức lương bằng với nam giới. 5. Victorian women campaigned for the right. Câu 5. Những người phụ nữ Victoria đã vận động cho quyền. Vậy thì câu này chúng mình sẽ điền từ vote, nghĩa là bầu cử, bỏ phiếu. The right là một danh từ trừu tượng. Vì vậy, động từ theo sau danh từ trừu tượng chúng mình sẽ chuyển về dạng nguyên mẫu có to để bổ sung nghĩa cho danh từ trừu tượng đó. To vote. Những người phụ nữ Victoria đã vận động cho quyền được bầu cử. 6. In 1979, people in Britain saw women prime minister for the first time. Câu 6. Vào năm 1979, những người dân ở Anh lần đầu nhìn thấy người phụ nữ thủ tướng. Vậy câu 6 chúng mình sẽ điền từ become, nghĩa là trở thành. Saw là quá khứ đơn của động từ see. See là động từ tri giác. Vì vậy, từ become vẫn giữ nguyên ở động từ nguyên mẫu không có to. Câu 6. Vào năm 1979, người dân ở Anh lần đầu tiên được chứng kiến một người phụ nữ trở thành thủ tướng. Prime Minister là thủ tướng. C. Match the sentences in task B with the rules for using to infinitives and bare infinitives listed below. Write the numbers of the sentences 1 to 6 in the blanks. Phần C. Nối các câu ở phần B với quy tắc sử dụng các động từ nguyên mẫu có to và động từ nguyên mẫu không có to được liệt kê ở phía dưới. Viết các số của các câu từ 1 đến 6 vào các chỗ trống. Bây giờ cô và các con sẽ cùng xem các quy tắc sử dụng các động từ nguyên mẫu. Trước tiên chúng ta có after modal auxiliary verbs, sau các động từ khuyết thiếu. After verbs of perception,
sau các động từ tri giác. After the object of a sentence, sau tân ngữ của một câu. After some abstract nouns, sau một số danh từ trừu tượng. After causative verbs, sau các động từ khởi phát, tức là các động từ chỉ nguyên nhân. Cuối cùng chúng ta có after a common main verb, sau một động từ chính thường gặp. Chúng ta cùng xem lại 6 câu có phần B. Câu số 1, to vote. Từ vote đang được chia ở dạng nguyên mẫu có to. Và trước đó là từ allow. Allow là một động từ khởi phát. Vì vậy, câu số 1 chúng mình sẽ điền vào phần sau một động từ, sau các động từ khởi phát, tức là các động từ chỉ nguyên nhân. Câu số 2, to fight. To fight cũng đang được chia ở dạng động từ nguyên mẫu có to. Start là một động từ chính thường gặp. Câu số 2 chúng mình sẽ điền vào after a common main verb, sau một động từ chính thường gặp. Câu 3, let women become. Vậy trong câu này, women được coi là một tân ngữ của câu. Let cộng với tân ngữ, cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu không có to. Vậy thì câu này chúng mình sẽ điền vào phần after the object of a sentence, sau tân ngữ của một câu. Câu 4, women can earn. Earn đang được chia ở dạng nguyên mẫu không có to, và trước đó có thêm động từ khuyết thiếu can. Vì vậy câu 4 chúng mình sẽ điền vào dòng đầu tiên, sau các động từ khuyết thiếu. Câu 5, the right to vote. Vote đang được chia ở dạng nguyên mẫu có to vote. Và the right là một danh từ trừu tượng. Vì vậy câu 5 chúng mình sẽ điền vào dòng after some abstract nouns, sau một số danh từ trừu tượng. Câu 6, so là quá khứ đơn của động từ see. See là một động từ tri giác. Vì vậy câu số 6 chúng mình sẽ điền vào after verbs of perception, sau các động từ tri giác. D, in pairs, make sentences to say what women can do today. Is two infinitives or bare infinitives. D, làm việc theo cặp. Hãy đặt các câu sử dụng động từ nguyên mẫu có to hoặc động từ nguyên mẫu không có to để nói về những điều mà phụ nữ có thể làm ngày nay. Và đây là câu trả lời gợi ý của cô. Today, women can have the same careers as men. Ngày nay, phụ nữ có thể làm các công việc giống như đàn ông. Today, women are allowed to vote. Ngày nay, phụ nữ được phép đi bầu cử. Today, women also go to work to earn money. Ngày nay, phụ nữ cũng đi làm để kiếm tiền. The next part is pronunciation and speaking. Tiếp theo là phần phát âm và kỹ năng nói. Pronunciation, phát âm. Intonation, ngữ điệu. A, WH questions usually have falling intonation. Các câu hỏi WH thường có ngữ điệu đi xuống. Ví dụ, when were women allowed to go to university? Khi nào thì phụ nữ được phép đi học đại học? When could women own property? Khi nào thì phụ nữ có thể sở hữu tài sản? Các con có thể quan sát thấy ở hai câu này đều có từ để hỏi là when đứng ở đầu câu, WH questions. Vậy nên cuối câu ngữ điệu sẽ đi xuống. University, property. B. Listen to the sentence and focus on how the intonation goes down. B. Nghe câu và tập trung vào cách ngữ điệu đi xuống. Unit 5. Gender equality. Lesson 1. Track 51. Pronunciation. Listen to the sentence and focus on how the intonation goes down. When did women win the right to vote? When did women win the right to vote? Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy trong câu vừa rồi, cuối câu thì ngữ điệu sẽ đi xuống. Giống như ở phần A, chúng ta đều biết rằng các câu hỏi WH thì thường sẽ có ngữ điệu đi xuống ở cuối câu. C. Listen and cross out the sentence with the wrong intonation. Phần C. Nghe và gạch bỏ câu có ngữ điệu sai. Các con hãy cố gắng chú ý tới ngữ điệu ở phần cuối câu nhé. Unit 5. Gender Equality. Lesson 1. Track 52. Pronunciation. C. Listen and cross out the sentence with the wrong intonation. What was America like?
How old was she when she started to work? Chúng ta có thể nhận thấy rằng ở câu đầu tiên, người đọc lại lên giọng ở cuối câu, mặc dù đây là câu hỏi có từ để hỏi what. Theo phần A thì khi câu hỏi có từ để hỏi, chúng mình sẽ xuống giọng ở cuối câu, đúng không nào? Vậy nên chúng mình sẽ gạch bỏ câu đầu tiên. Ở câu thứ hai có từ để hỏi là how, và cuối câu người đọc đã xuống giọng. Vậy thì câu này đã được đọc đúng ngữ điệu, giống như quy tắc đã được nói đến ở phần A. D. Read the sentences with the correct intonation to partner. Phần D. Hãy đọc các câu trên với đúng ngữ điệu cho bạn cùng bạn. Các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. What was America like? What was America like? How old was she when she started to work? How old was she when she started to work? Practice, luyện tập. Talk about Canada and Australia using the prompts. Remember to show surprise. Nói về Canada và Úc, sử dụng các gợi ý. Hãy nhớ là thể hiện sự ngạc nhiên. When could women go to university in Australia? In 1880, they could go to university. Really? Yes. Khi nào thì phụ nữ được đi học đại học ở Úc? Vào năm 1880, họ có thể đi học đại học. Thật á? Đúng vậy. Trước tiên chúng mình sẽ xem các gợi ý mà đề bài đã cho. Ở đây chúng ta có hai quốc gia. Thứ nhất là Canada và thứ hai là Úc. Và đây là các cột mốc thời gian. Cột ở giữa là các cột mốc sự kiện. Phụ nữ có thể đi học đại học. Phụ nữ được phép sở hữu tài sản. Phụ nữ có thể bầu cử. Các công ty phải trả phụ nữ tương đương với mức lương trả cho đàn ông. Và đất nước chứng kiến người phụ nữ đầu tiên trở thành thủ tướng. Và đây là gợi ý của cô về phần thông tin liên quan đến nước Úc. When were women allowed to own property in Australia? They were allowed to own property in 1897. Really? Yes. Phụ nữ được phép sở hữu tài sản ở Úc vào năm nào? Họ được phép sở hữu tài sản vào năm 1897. Thật không? Đúng vậy. When could women vote in Australia? They could vote in 1902. Really? Yes. Phụ nữ có thể bầu cử ở Úc vào năm nào? Họ có thể bầu cử vào năm 1902. Thật không? Đúng vậy. When did companies have to pay women the same as men in Australia? They had to pay women the same as men in 1969. Really? Yes. Khi nào thì các công ty phải trả cho phụ nữ tương đương với mức lương họ trả cho nam giới ở Úc? Họ phải trả cho phụ nữ tương đương với mức lương họ trả cho nam giới vào năm 1969. Thật không? Đúng vậy. When did the country watch the first woman become prime minister in Australia? The country watched the first woman become prime minister in 2010. Really? Yes. Đất nước đã chứng kiến người phụ nữ đầu tiên trở thành thủ tướng ở Úc vào khi nào? Đất nước đã chứng kiến người phụ nữ đầu tiên trở thành thủ tướng vào năm 2010. Thật không? Đúng vậy. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần hỏi đáp liên quan đến nước Úc. Bây giờ các con hãy dựa vào gợi ý của cô và tạo thêm các cuộc hội thoại liên quan đến đất nước Canada nhé. Chúng mình hãy nhớ sử dụng các cụm từ thể hiện sự ngạc nhiên chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, speaking. A. You're discussing the most important moments in the history of gender equality. In pairs, look at the moments in the table and choose the best reason for each one. Rank the moments from 1 to 4. Most important to least important. Phần A. Bạn đang thảo luận về những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử bình đẳng giới. Làm việc theo cặp. Nhìn vào các khoảnh khắc trong bảng và chọn lý do tốt nhất cho từng khoảnh khắc. Xếp hạng các khoảnh khắc từ 1 đến 4, từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Quan sát bảng thì chúng ta có thể thấy có tất cả 4 sự kiện quan trọng. Thứ nhất, phụ nữ có thể đi học đại học. Có 2 lý do. 1. Phụ nữ có thể tìm được các công việc tốt hơn. 2. Họ có thể bắt đầu có được thêm nhiều cơ hội tốt hơn. Sự kiện thứ 2. Phụ nữ được phép bầu cử.
Hai lý do dành cho sự kiện này đó là phụ nữ có thể chọn ra người lãnh đạo riêng của họ. Phụ nữ có quyền thay đổi, có quyền tạo ra những thay đổi mà họ muốn. Sự kiện thứ ba, các công ty trả lương cho đàn ông và phụ nữ như nhau. Lý do số 1, phụ nữ có thể chăm sóc gia đình tốt hơn. Lý do thứ 2, phụ nữ cảm thấy bình đẳng với nam giới tại nơi làm việc. Và sự kiện cuối cùng, phụ nữ được phép sở hữu tài sản. Lý do thứ nhất, phụ nữ có thể mua nhà cho gia đình của họ. Lý do thứ hai, họ không cần một người chồng để có thể sở hữu một ngôi nhà. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng chọn ra lý do phù hợp nhất cho từng sự kiện. Thứ nhất, phụ nữ có thể đi học đại học. Lý do là phụ nữ có thể tìm kiếm được các công việc tốt hơn. Thứ hai, phụ nữ được phép bầu cử. Lý do là phụ nữ có quyền được tạo ra những thay đổi mà họ muốn. Các công ty trả lương cho đàn ông và phụ nữ như nhau. Lý do là phụ nữ cảm thấy bình đẳng với nam giới ở nơi làm việc. Cuối cùng, phụ nữ được phép sở hữu tài sản. Lý do là họ không cần một người chồng để sở hữu một ngôi nhà. Sau khi đã chọn ra được lý do phù hợp nhất cho từng sự kiện, bây giờ chúng ta sẽ xếp hạng các sự kiện này từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Và theo cô thì sự kiện quan trọng nhất chính là việc phụ nữ được đi học đại học. Sự kiện quan trọng thứ hai sẽ là phụ nữ được phép bầu cử. Sự kiện quan trọng thứ ba sẽ là phụ nữ được phép sở hữu tài sản. Và cuối cùng là các công ty trả lương cho đàn ông và phụ nữ như nhau. Sau đây cô và các con sẽ cùng thảo luận xem tại sao chúng ta lại đưa ra những lựa chọn như trên. The most important moment was when women were allowed to go to university. Thời điểm quan trọng nhất là khi mà phụ nữ được phép đi học đại học. Why? Tại sao? Because they could find better jobs. Bởi vì họ có thể tìm được những công việc tốt hơn. The second important moment was when women were allowed to vote. Why? Because they had power to make the changes they wanted. Thời điểm quan trọng thứ hai là khi phụ nữ được phép bầu cử. Tại sao? Bởi vì họ có quyền tạo ra những thay đổi mà họ muốn. The third important moment was when women were allowed to own property. Why? Because they didn't need a husband to own a house. Thời điểm quan trọng thứ ba là khi phụ nữ được phép sở hữu tài sản. Tại sao? Bởi vì họ không cần một người chồng để có thể sở hữu một ngôi nhà. The last important moment was when companies paid men and women the same. Why? Because they felt equal to men at work. Thời điểm quan trọng cuối cùng đó chính là khi công ty trả cho đàn ông và phụ nữ như nhau. Tại sao? Bởi vì họ sẽ cảm thấy bình đẳng với nam giới ở chỗ làm. B. Now, compare your choices with another pair. Did you agree on the most important changes? Can you think of any changes that still need to happen? B. Bây giờ hãy so sánh các lựa chọn của bạn với một cặp khác. Bạn có đồng ý về những sự thay đổi quan trọng nhất không? Bạn có thể nghĩ về bất kỳ sự thay đổi nào mà cần xảy ra không? Hãy sử dụng các cấu trúc dưới đây. We think that the most important moment was when. Because. Chúng tôi nghĩ rằng cái thời điểm quan trọng nhất là khi. Bởi vì. Really? We think the most important moment is. Because. Thật không? Chúng tôi nghĩ là cái thời điểm quan trọng nhất là. Bởi vì. Và đây là câu trả lời gợi ý của cô. We think that the most important moment was when women were allowed to go to university because they could find better jobs. Chúng tôi nghĩ rằng cái thời điểm quan trọng nhất là khi phụ nữ được phép đi học đại học bởi vì họ có thể tìm kiếm được nhiều công việc tốt hơn. Really? We think the most important moment was when women were allowed to vote because they had power to make the changes they wanted. Thật không? Chúng tôi nghĩ rằng cái thời điểm quan trọng nhất là khi mà phụ nữ được quyền bầu cử bởi vì họ có quyền được tạo ra những thay đổi mà họ muốn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lesson 1 rồi. Cô hy vọng sau bài giảng lần này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lesson 1 rồi. Cô hy vọng sau buổi học ngày hôm nay các con có thể nắm rõ về lịch sử của bình đẳng giới và cách sử dụng các động từ nguyên mẫu có to hoặc không có to. Chúng mình nhớ là ở dạng câu hỏi có từ để hỏi đứng đầu câu thì cuối câu chúng mình sẽ xuống giọng tiếp.
Cô mong rằng chúng mình sẽ nhớ sử dụng các cụm từ đã học để đáp lại các thông tin ngạc nhiên. Goodbye and see you next time. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.